Ôi, mẹ mình đây sao? Đúng rồi, ngày trước mẹ các con cũng là cô giáo đấy nhé. Cô giáo? Đúng rồi con. Chào ba bố con. Ba bố con cất đồ rồi vào ăn cơm nhé. Bố ơi, sao mẹ không làm cô giáo nữa thế ạ? Bố trầm tư, nhìn bóng dáng mẹ tất bật trong bếp và nhớ lại chuyện cũ. Ngoan nào, ăn đi con. Bố thương, nín đi con. Anh để em. Mẹ đây, mẹ đây. Ôi, nào nào nào, con ngoan nhé. À ơi. Anh đi làm nhé. Thời gian trôi qua nhanh. Anh về đây rồi, em đi làm đi, để anh trông con cho. Em xin nghỉ việc rồi, giờ em sẽ ở nhà chăm con cho anh ạ. Vất vả cho em rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện, bà bố con trầm tư nhìn dáng mẹ đang vất vả trong bếp. Con đừng buồn. Nếu mình được mẹ tập viết cho thì sao nhỉ? Mình có ý này. Đây rồi. Gina ngắm nhìn tấm hình đã được đóng khung và mỉm cười hạnh phúc. Mẹ ơi, con có bất ngờ này dành cho mẹ. Con gái có bất ngờ gì cho mẹ thế? Mẹ đi theo con nào. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Đây là... chẳng phải là tấm hình lúc mình còn dạy học đây sao? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mẹ cảm ơn con gái yêu nhé. Con cảm ơn mẹ vì đã vất vả chăm sóc cho con. Candy, chị bảo này. Ý này hay đó chị Gina. Chuyện gì thế này? À, mẹ đây rồi. Mẹ ơi, mẹ tập viết cho chúng con đi ạ. Con mới 4 tuổi thôi mà, đợi con lớn thêm nữa mẹ dạy cho con nhé. Con muốn mẹ dạy cho con bây giờ cơ. Mẹ đồng ý đi mẹ. Nhưng mà... mẹ đồng ý. Mình sẽ viết như này nhé, Gina. Nào, đến lượt Candy nha. Chỗ này, Gina. Vợ ơi, sao thế anh? Cảm ơn em đã chăm sóc cho bố con anh. Bây giờ đã đến lúc em sống với ước mơ của mình rồi. Mẹ đi dạy lại đi mẹ. Ngày mai mẹ sẽ bắt đầu đi dạy lại. Ngoan ngoãn mẹ. Mẹ luôn là người dành tình thương yêu cho con vô điều kiện. Vì con, mẹ sẵn sàng từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình chỉ để con được bình an, khỏe mạnh lớn lên. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con là con của mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều. Sarah ơi! Trời đất ơi! Cái gì thế này? Sarah, dọn dẹp đồ chơi của con lại ngay. Còn dọn dẹp sạch sẽ, mẹ mới trả lại máy chơi game. Lại phải dọn dẹp. Ôi, đó đâu phải là dọn dẹp đâu hả Sarah ơi? Làm như này căn phòng vẫn bừa bộn chẳng khác gì cả. Ôi, mệt quá đi mất. Mình muốn đổi mẹ. Gì thế? Điều gì xảy ra vậy nhỉ? Gì đây ta? Một chiếc máy điều khiển mẹ từ xa ư? Mình muốn một người mẹ đảm đang. Với lựa chọn này của Sarah, không biết điều thú vị gì sẽ xảy ra nhỉ? Cha, là bánh ngọt. Ngon quá đi mất. Con cứ xem tivi đi, mẹ sẽ lấy thêm hoa quả nhé. Dạ vâng ạ. Tuyệt quá đi mất. Há miệng ra nào con yêu. Ngon không? Không sao. Ăn tiếp nào. Còn ăn nữa nhé. Không, con không ăn nữa đâu. Còn không thích người mẹ này chút nào cả. Ôi, đáng sợ quá. Mình muốn một người mẹ siêu nhân.
Wow, mẹ trở thành siêu nhân rồi. Sarah ngoan, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi mua sắm nhé. Ôi, cướp có ai không? Giúp tôi với. Con ở nhà ngoan nhé. Ơ, mẹ đâu rồi? Mẹ về rồi đây. À, mẹ về. Lại có chuyện gì nữa đây? Xin lỗi con. Mẹ, mẹ lúc nào cũng bận rộn. Chán quá đi mất. Ôi không, người mẹ này cũng không tuyệt vời như Sarah mong muốn. Đúng rồi, mình sẽ đổi một người mẹ xanh điệu. Mẹ về rồi đây. Mẹ, chào con yêu, mẹ mua lắm đồ thế. Toàn là những hàng hiệu đắt tiền. Mẹ ơi, mẹ không mua đồ chơi cho con à? Ôi, mẹ xin lỗi, mẹ quên mất không mua cho con rồi. Thôi chết, mẹ quên không mua cả đồ ăn nữa. Thôi, để tí mẹ đặt đồ ăn ngoài nhé. Mẹ chẳng quan tâm mình gì cả. Có vẻ như Sarah đều không thích ba người mẹ này rồi. Không, mình không muốn người mẹ như thế. Ồ, thì ra đó chỉ là tưởng tượng của Sarah thôi. Xong rồi. Mẹ ơi, chuyện gì thế con yêu? Con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ cũng yêu con. Cuối cùng thì mẹ vẫn là tuyệt vời nhất, phải không các bạn? Bài kiểm tra điểm kém và lời nói dối của Nick. Nhìn điểm của bọn tớ như thế này cơ mà. Cả lớp trật tự nào. Ngày mai lớp chúng ta sẽ có buổi họp phụ huynh. Làm sao mà mình dám nói với bố mẹ bây giờ? Mẹ đang quét nhà kia. Nick định sẽ làm như thế nào đây? Bố thưởng cho tớ đấy, vì tớ kiểm tra được điểm cao. Sarah giỏi quá. Nhất định không được để mẹ biết mới được. Nick. Liệu Nick có bị mẹ phát hiện ra không nhỉ? Ôi không, Nick quên là trên tay đang cầm giấy mời phụ huynh kìa. Con đang giấu gì vậy Nick? Dạ con. Giấy mời họp phụ huynh. Hả? Thằng bé đâu mất rồi? Suýt thì tìm giấy ra ngoài mất thôi. Nick lại nghĩ ra điều gì nữa rồi thì phải. Giấu xuống đây đã. Không thể để mẹ đến cuộc họp ngày mai được. Mình nên làm thế nào đây nhỉ? Liệu Nick lại bày ra trò gì nữa đây? Bữa sáng của con đây. Áo mẹ bị bẩn kìa. Sao cơ? Ôi, áo mẹ bị bẩn thật rồi. Mẹ cần phải đi thay đồ. Thế còn phải đi họp phụ huynh nữa. Mình có cách rồi. Đây rồi, đây rồi. Nick đang lấy hết quần áo của mẹ làm gì vậy nhỉ? Hả? Làm sao mà mình quên được nó chứ? Ồ, hóa ra Nick cũng muốn toàn bộ đồ trang điểm của mẹ nữa kìa. Nick tiện tay cầm luôn cả chìa khóa xe của mẹ luôn chứ. Giấu toàn bộ vào đây nào. Vậy là mẹ không thể đi họp phụ huynh được rồi. Ơ, quần áo của mình đâu mất rồi? Mẹ đang rất hoang mang vì không biết quần áo của mình đột nhiên không cánh mà bay đi đâu mất hết rồi kìa. Cả đồ trang điểm cũng đâu mất tiêu rồi. Chết rồi, muộn giờ đến họp phụ huynh rồi. Lão tạm vậy. Mình phải đi mau, không kịp mất. Tại lớp học, tất cả bố mẹ của các bạn đều có mặt đông đủ rồi này. Ai cũng đều đang cười nói rất vui vẻ. Hãy nhìn Nick kìa,
Có vẻ như Nick đang bắt đầu cảm thấy buồn và hối hận rồi. Chào mọi người. Hả? Ờ Nick, phụ huynh của em đâu? Mẹ em bị ốm thầy ạ. Xin lỗi thầy giáo, tôi đến muộn ạ. Mẹ của Nick. Nick, sao em lại nói dối? Em xin lỗi ạ, tại em sợ bị mẹ phát hiện ra bài kiểm tra điểm kém. Thật ra, mẹ đã biết về bài kiểm tra đó. Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng chăm học hơn ạ. Sau buổi họp phụ huynh đó, mẹ đã luôn bên cạnh và động viên giúp Nick học bài và thay đổi từng ngày. Bài kiểm tra của em đây. Wow. Điểm A cộng. Cuối cùng mình cũng được điểm A cộng rồi. Các bé hãy chăm học để được điểm cao như Nick nhé. Ký ức của Amanda. Don bắt được em. Ôi dạ. Em làm rơi cuốn album rồi. Anh có biết vì sao em khóc không? Anh không nhớ nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Amanda hồi đó nhỉ? Trời đất, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại thành ra thế này? Chẳng nhẽ chúng ta... Thầy ơi, sao bố em vẫn chưa đến thế? Để thầy gọi cho bố em nhé. Người dùng bận. Thầy chờ về một lúc nhé. Chú heo con ơi, sao phụ huynh em ấy mãi chưa đến nhỉ? Em không chơi nữa, em muốn bố con. Amanda, ngoan nào, đừng khóc nữa. Bố em sẽ đến ngay thôi mà. Bố ơi, bố ơi. Hình như chúng ta đã về quá khứ rồi anh ơi. Không biết bố bận gì mà đến muộn nhỉ? Muốn biết thì phải đi tìm hiểu thôi. Đi thôi. Ngoan nào. Bố ơi, bố ơi. Em qua đó tìm bố nhé. Bố ơi. Bố ơi, bố ơi. Không biết bố đi đâu rồi nhỉ? Em không thấy bố đâu cả. Hay anh em mình đến những nơi khác tìm xem. Được đó. Vậy là Nick và Amanda liền tìm đến những nơi quen thuộc trong ký ức. Bố ơi, liệu hai anh em có tìm được bố không nhỉ? Bố ơi. Không thấy bố đâu cả. Bố ơi, ở đây cũng không có. Bố ơi. Không có luôn. Bố ơi, bố ở đâu? Không biết bố đi đâu rồi nhỉ? Hay là Amanda liền nghĩ lại. Công hổ danh là con trai ta. Nào ăn bánh đi. Con cảm ơn bố. Bố không thương em, bố chỉ thương anh thôi. Anh. Ôi, Nick và Amanda lại biến trở về rồi kìa. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Nick. Bố, con làm gì ở đây thế? Con lại trêu chọc em nữa đúng không? Dạ không ạ. Nick liền kể lại mọi việc cho bố nghe. Thầy chơi với em một lúc nhé. Em không chơi nữa, em muốn bố con. Vì bố đến muộn nên Amanda đã khóc rất nhiều. Lúc đó bố đã đi đâu vậy ạ? À, lúc đó bố chắc con sẽ thích lắm đây. Ôi không, lớp xe của bố bị thủng mất rồi. Sao lại xui thế này? Muộn giờ đón con mất rồi. Sao không thấy thầy giáo nghe máy nhỉ? Mọi chuyện là như vậy đó. Con xin lỗi vì đã trách nhầm bố và anh ạ. Không sao, okay. Bố và anh không giận con đâu. Đúng thế. Vậy là sự thật đã được sáng tỏ. Câu chuyện của Amanda thật thú vị phải không nào các bạn? Ai mới là tên trộm đồ ăn của Mac? Yeah. Chuyện gì đã
đã xảy ra với đồ ăn của Mark vậy? Bim bim của tôi, bim bim của tôi. Ai đó đã ăn hết đồ ăn của tớ rồi. Hả? Sao lại thế? Tớ cũng không biết. Yên tâm, mình sẽ tìm giúp cậu nhé. Ồ, sao nhìn mặt Otis lại có vẻ lo lắng thế kia? Nhìn này, Wendy, chờ tớ với. Có vẻ như Wendy đang đi truy tìm dấu vết tên trộm để lại kia. Nhìn Otis gian quá đi. Otis vừa nghĩ ra gì sao? Wendy ơi, Wendy, ở đây có một manh mối này. Đây này. Hả? Liệu Wendy có phát hiện ra được điều gì từ manh mối này không đây? Wendy, nhìn kìa. Ngon quá. À, mình phát hiện ra rồi. Cậu chính là tên trộm. Không, mình không phải kẻ trộm đâu. Thả tớ ra đi, không phải tớ mà. Hãy tin mình, những người ăn bánh nhiều sẽ không có hàm răng trắng như mình đâu. Để mình kiểm tra. Chói quá à. Tớ sẽ điều tra lại kỹ hơn. Cậu mau kiểm tra đi. Được, chờ tớ. Mình phải điều tra thật cẩn thận mới được. Ồ, cái gì đây? Tìm được dấu vết mới rồi. Hả? Ồ, đó chẳng phải là Otis sao? Đó là đồ ăn của Mark mà. Để xem nào. Mình nghĩ ra rồi. Ơ, Otis đâu rồi? Mùi gì vậy nhỉ? Ôi trời, nhiều bánh kẹo ở đây quá đi mất. Hả? Tớ biết cậu là tên trộm rồi. Mau đầu hàng đi. Ôi không. Ôi da, đau răng quá. Đấy là do cậu ăn nhiều đồ ngọt quá nên mới bị đau răng đấy. Ơ, sao cô giáo chưa tới nhỉ? Cô giáo đi đâu rồi? Một giờ học mất rồi mà cô vẫn chưa đến. Mình cũng không biết nữa. À, hay là mình thử gọi cho cô giáo đi. Đồng ý. Em chào cô, muộn giờ học rồi, cô đang ở đâu vậy ạ? À? Cô xin lỗi các em, cô bị ốm rồi. Hả? Cô đừng lo, bọn em tới ngay. Mời vào. Cô ơi, cô ổn không ạ? À? Ôi, nhìn cô có vẻ đang ốm rất nặng rồi. Cô giáo đang lạnh, chúng ta cần làm gì đó để cô ấm hơn. Không biết Daisy và Sarah sẽ làm gì đây? Hai đứa đi đâu vậy nhỉ? À, đây rồi. Thật may, đang có hai chai nước ấm ở đây rồi. Cô ơi. Ồ, hơi ấm từ hai chai nước đang làm cô giáo từ từ khá lên được kìa. Nóng quá. Ôi, trán của cô nóng quá rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? À, tớ có cách. Không biết cách của Sarah là gì đây ta. Wow, trong tủ có rất nhiều đá kìa. Ôi da, lạnh quá, lạnh quá. Ôi, cô giáo lại bị lạnh quá rồi kìa. Mệt, mệt quá. Chúng ta cần làm gì đây? Mình cũng không biết nữa. Các em, các em hãy dùng điện thoại này. Dạ vâng ạ. Cách chăm sóc người ốm. Đầu tiên phải đo nhiệt độ. Nhiệt kế đây rồi. Để em kiểm tra cho cô. 39 độ 5, tớ không hiểu lắm. Để tớ xem tiếp.
39,5 độ C là nhiệt độ cao cần phải uống thuốc. Cô cần phải uống thuốc. Các em. Thuốc đây rồi. Thuốc của cô ạ. Cô cảm ơn hai em nhé. Con nghỉ ngơi đi ạ. Thứ hai là phải mở cửa phòng cho thoáng khí. Làm thôi. Xong rồi. Yeah. Xem tiếp nào. Ôi không, có nhiều muỗi bay từ ngoài vào quá. Chúng đang làm phiền cô giáo nghỉ ngơi kìa. Mà đuổi được đàn muỗi đi rồi. Vậy là cô giáo có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi nè. Điều 3, cần uống nhiều nước trái cây để nhanh khỏe hơn. Nước trái cây. Đúng thế. Đi nào. Vậy là Daisy và Sarah đang cùng nhau chuẩn bị cho cô giáo một cốc nước trái cây rồi. Sẽ ngon lắm đây. Cô ơi. Cô cảm ơn hai em nhé. Chuyện gì vậy? À, chua quá. Ôi không, quên ra đường rồi. Điều 4, người bệnh cần nghỉ ngơi. Đắp chăn lại cho cô giáo nào. Chúng ta đi về thôi. Hai em ơi, cô khỏi bệnh rồi. Cảm ơn hai em nhé. Yeah, chúng ta thật là giỏi. Vậy là một ngày đã trôi qua. Daisy và Sarah hôm nay đã làm được một việc tốt rồi đó. Daisy, có chuyện gì mà buồn thế nhỉ? Daisy, Daisy ơi. Ôi da, ôi cái mông của tôi. Em sao thế? Chơi đá bóng với anh đi. Nhưng em đói lắm. À, ra vậy, chờ anh tí. Anh, cẩn thận vào. Chờ anh nhé. Không biết Otis định làm gì đây. Ôi, chóng mặt quá. Em ăn salad nha. Không, em thích ăn gà rán McDonald's cơ. Ăn salad mới tốt cho sức khỏe. Không đâu, em muốn ăn gà rán. Thôi được rồi. Yeah, tuyệt quá. Em bấm chặt nha. Dạ. Đi thôi. Thì tôi luôn có một chiếc bùng đôi để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Ôi da, có chuyện gì vậy anh? Không biết nữa, để anh kiểm tra xem nào. Vâng ạ. Ôi trời, xe của anh em bị hỏng mất rồi. Không ổn rồi. Anh ơi, chúng ta cần phải có một chiếc xe khác. Anh cũng nghĩ thế. Mẹ vô mọi người ơi. Mẹ vô xe đẹp đây mọi người ơi. Wow, anh em mình qua đó xem sao đi. Em muốn mua một chiếc xe. Em cứ chọn tự nhiên đi. Cái này ạ. Chiếc này có giá 1.000 đô. Sao cô? 1.000 đô á? Không được rồi. Thế còn chiếc này thì sao ạ? Chiếc này 100 đô thôi. Giận đắt quá. Thế còn chiếc này thì sao ạ? 10 đô. Vậy em lấy chiếc xe này. Yeah. Em thử một vòng trước nhé. Được. Đau quá. Nguy hiểm quá, chị không bán nữa. Ôi, vậy là Otis không mua được xe nữa rồi. Cướp, phải không? Có tôi với. Ôi trời ơi, là kẻ xấu. Mình phải giúp chị ấy. Cảnh
của chị đây ạ. À, cảm ơn các em. Không có gì đâu ạ. Ơ, Daisy đâu mất rồi? Chà, có vẻ Daisy rất mê chiếc xe này. Mình về thôi em. Vâng ạ. Chúng em về đây. Hai đứa khoan đã. Để cảm ơn hai anh em, chị sẽ bán chiếc xe này với giá 10 đô la. Thật vậy sao? Yeah. Em cảm ơn chị ạ. À, hai em đi cẩn thận nhé. Daisy, em có xe mới thích chứ? Vâng ạ. Đúng là người tốt, luôn được đền đáp xứng đáng, đúng không nào các bạn? Wow, thơm quá đi. Ngon thật đó. Gà rán muôn năm. Nick ơi, nói dối là sai lắm đó. Quái lạ, hai đứa nãy còn đang chơi trên tầng với nhau cơ mà, giờ xuống đây chơi nhanh thế. Để xem nào. Ôi trời, căn phòng quá bừa bộn đã khiến mẹ giận rồi kìa. Không biết mẹ sẽ xử lý hai anh em Nick và Sarah như thế nào đây. Dừng lại. Ơ mẹ, tránh ra, bọn con đang chơi mà. Hai đứa lên tầng mẹ hỏi tội mau lên. Nhưng bọn con đang chơi mà. Dám chơi không nghe lời mẹ nói à? Mẹ tịch thu, mau lên tầng đi. Các con hãy nhìn phòng của mình xem, quần áo rồi đồ chơi vất lộn xộn thế này, nhìn có chấp nhận được không? Ôi trời, lần này mẹ đã thực sự tức giận thật rồi kia. Hai đứa dọn phòng ngay cho mẹ, rồi mẹ sẽ trả máy cho, rõ chưa? Vâng ạ. Bọn con sẽ dọn sạch bông cái phòng này ạ. À, được rồi. Nhớ dọn dẹp, mẹ sẽ kiểm tra đó. What do I do? Bây giờ hai anh em mình sẽ chia nhau ra. Em dọn đồ chơi còn anh dọn quần áo nhé. Vâng ạ. Vậy là cả hai bắt tay vào dọn dẹp rồi. Liệu căn phòng có trở nên gọn gàng và sạch sẽ như ban đầu được không ta? Ôi, sao Nick không dọn dẹp gì vậy? Có vẻ Nick lại nghĩ ra trò gì rồi. Ôi da! Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, em dọn tiếp đi. Nick định làm gì vậy ta? Đây rồi. Mình sẽ giấu quần áo vào đây. Ôi trời, Nick làm như vậy là sai rồi đó. Yeah, vậy là xong rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, bọn con xong rồi. Dọn xong rồi thì để mẹ kiểm tra nhé. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ quá. Tốt lắm. Bọn con dọn xong rồi. Đồ chơi của bọn con đâu ạ? À? Đây. Con cảm ơn mẹ ạ. À, hai đứa nhỏ cũng dọn dẹp sạch đấy chứ. Cái gì đây? Ôi không, mẹ đã phát hiện chỗ quần áo Nick giấu rồi kìa. Nick, Sarah. Hai con lại đây. Ôi là trời. Ôi, trong hai con, ai là người bà trợ này đây? Là Sarah ạ. À? Không, là anh mà. Nick và Sarah đang cố hết sức để trách nhiệm không thuộc về mình kìa. Mẹ ơi, là Sarah đó mẹ. Là Nick đó mẹ ạ. À, dừng lại, mẹ có cách rồi. Mẹ sẽ check camera để xem ai là thủ phạm. Mình phải làm sao bây giờ? Ôi, camera đang quay rõ cảnh Nick đang giấu quần áo đi kìa. Mẹ ơi, tất cả mọi chuyện là do con làm ạ. À, con biết lỗi rồi. Con dọn lại hết chỗ này cho mẹ, mau lên. Sarah, xuống nhà mẹ cho chơi được chơi với ăn nào. Đây chính là hình phạt vì Nick đã phạm sai lầm. Vậy đó các bạn nhỏ, chúng ta tuyệt đối không được nói dối và phải nghe lời bố mẹ để không bị phạt như Nick nha.
làm em bé có dễ dàng hay không? Hai con còn chưa học bài đâu đấy. Dạ vâng ạ. Thật là. Peter ngồi đây nhé. Ơ, hai cái đứa này. Ơ, kìa mẹ. Hai đứa mau đi học bài ngay. Tại sao bọn con phải học bài trong khi em được chơi thoải mái ạ? Được rồi, bây giờ các con có hai lựa chọn. Một là làm em bé trong một ngày, hai là học bài. Chúng con muốn làm em bé ạ. Yeah. Liệu đây có phải là một thử thách của mẹ không ta? Hi hi. Em bé Candy. Ta-da. Anh trai Candy. Vậy là Nick và Candy đã hóa thân thành hai em bé rồi kìa. Liệu làm em bé có thích như anh em nghĩ không đây? Ôi không. Làm sao bây giờ? Có vẻ như mẹ đã tức giận rồi. Không biết mẹ có phản mình không nhỉ? Con trai yêu của mẹ. Hả? Để mẹ giúp hai con thu đồ chơi nha. Vậy là sao? Làm em bé thật là tuyệt. Thích quá, thích quá. Các con, đến giờ ăn rồi. Dạ vâng ạ. Wow, nhiều đồ ăn ngon quá. Chúng mình chuẩn bị ăn thôi. Đó không phải là đồ ăn của các con. Ơ, sao lại vậy ạ? Đây mới là đồ ăn của các con. Hả? Đây là gì vậy mẹ? Là cháo. Cháo á? Có vẻ như Nick và Candy không thích ăn cháo rồi. Con muốn ăn pizza, khoai tây chiên con. Không được, em bé chỉ được ăn cháo thôi. Vậy là làm em bé sẽ không được ăn đồ ăn dành cho người lớn đâu. Chúng con ăn hết rồi ạ. Ôi không, đến giờ đi ngủ trưa rồi các con. Để mẹ đọc truyện cho các con nha. Hai anh em đã ngủ thật rồi sao? Anh nhìn xem em có gì này. Đưa đây em đọc cho. Chuyện này hay hơn chuyện của mẹ. Hai anh em lại không nghe lời mẹ nữa rồi. Hả? Em bé thì không thể thức khuya đọc truyện được đâu. Sao cơ ạ? Em bé chỉ nên xem chương trình dành cho thiếu nhi thôi. Thôi, hai anh em mình ra ngoài chơi đi. Đứng lại đã. Lại có chuyện gì thế mẹ? Em bé chỉ được chơi xe của em bé thôi. Hả? Cái gì? Xe cút kít á? Vậy là mẹ đã cho hai anh em chơi xe của trẻ con rồi kìa. Con không làm em bé nữa đâu. Con cũng thế. Chúng con không muốn làm em bé nữa. Vậy các con biết làm gì rồi chứ? Vâng ạ, chúng con biết rồi ạ. Cuối cùng hai anh em cũng nhận ra là làm em bé không hề dễ dàng và đã chủ động đi học bài rồi. Wendy, sao cậu lại buồn thế? Anh Otis ốm mất rồi. Anh Otis, chúng ta mau vào nhà thôi. Anh Otis có vẻ như đang ốm rất nặng. Có vẻ như Wendy đang muốn đành tặng cho Otis một chiếc khăn len này. Hướng dẫn đành lên. Hai mũi lên, rồi hai mũi xuống. Thật tuyệt khi có chiếc khăn của Wendy tặng. Chúng mình cũng muốn có khăn như Otis. Nhìn này,
đây là khăn Wendy tặng mình đó. Không làm thì thôi, đã làm thì sẽ làm ba cái tặng ba người bạn thân nhất của mình. Đi học nào là đi học nào. Ơ Wendy, sao mắt bạn thâm vậy? Bạn nhìn nhầm rồi, mắt mình vẫn sáng long lanh đây này. Tối qua cậu không ngủ hay sao? Mắt cậu có quầng thâm rồi đấy. Đúng vậy, các cậu nhìn nhầm thật mà. Vậy chúng mình cùng ra công viên chơi đi. Đi chơi á? Thôi, tớ phải làm bài tập về nhà đây. Thật là kỳ lạ, dạo này cậu ấy không đi chơi với mình, tan học rồi đi luôn. Đúng vậy, chúng ta phải quan tâm bạn ấy hơn. Phải như thế nào? À, mình nghĩ ra rồi, mình mới mua đồ chơi mới, mình mang đến cho Wendy chơi nha. Đi nào. Cuối cùng thì cũng làm xong quà cho các cậu ấy rồi. Wendy ơi, tớ cho cậu cái này hay lắm nè. Ồ, không biết Wendy đi đâu mất rồi nhỉ? Sao Wendy mãi chưa về vậy? Thôi, mình vừa chơi vừa đợi cô ấy vậy. View, 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 view. Ui, đau quá. Ôi không, chiếc máy bay được chơi đã móc vào chiếc khăn rồi kìa. Nick vẫn không biết là mình đã làm hỏng chiếc khăn của Wendy rồi. Ờ, cái gì đây vậy nhỉ? Hả? Chết rồi. Mình phải đi đã. 15 phút sau. À, khăn của mình. Ai làm hỏng của mình thế này? Ôi, nhìn Wendy buồn chưa kìa. Ờ, Wendy ơi, sao hôm nay nhìn cậu buồn thế? Mình không sao. Ơ kìa, Wendy sao thế nhỉ? Có vẻ như Nick đã đoán được lý do vì sao Wendy lại như vậy rồi. Vài ngày sau. Wendy ơi, đợi chúng mình với. Wendy, Wendy, cậu có chuyện gì vậy? Mình xin lỗi, khăn của bạn là mình làm hỏng đó. Mình chỉ muốn giúp bạn vui hơn thôi, vì nghĩ bạn đang buồn, không muốn chơi với bọn mình. Không sao đâu, khăn này tớ đang tặng các bạn mà. Hả? Thì ra là vậy à? Wow! Lý do mình không chơi với các bạn là vì mình muốn hoàn thành những chiếc khăn này tặng các cậu đó. Khăn đẹp quá, ấm ghê. Thích quá, thích quá. Các cậu, chúng ta cùng về nhà thôi nào. Ai đang bánh của John? Bánh của mình đâu rồi? Ba bạn, ai là người đang mất bánh của tớ? Bọn tớ không biết. Bác, há mồm ra nào. Đến lượt cậu nào. Sao nhìn Otis lại lo lắng thế kia? Otis, đến lượt cậu rồi đó. Ờ, không. Không. Hả? Sao trên mặt cậu lại có vụn bánh? Mình không biết gì hết. Cậu mà nói dối thì mũi sẽ dài ra đó. Không có chuyện đó đâu. Vậy không biết ai là người đang mất bánh của John đây? Ôi, mũi của mình bị làm sao thế này? Hả? Ơ, sao cậu phải đeo khẩu trang vậy? Mình bị ốm, đeo khẩu trang để không lây bệnh cho mọi người. Hả? Ơ, mũi cậu buồn cười thế.
mũi dài kìa. đau quá. Hả? Cậu bị sao vậy? Otis đang kể lại giấc mơ mình vừa gặp phải cho các bạn nghe kìa. Mình xin lỗi, mình không nên ăn vụn bánh của bạn. Không sao đâu, không nên nói dối đâu. Nếu bạn tiếp tục nói dối thì mọi người sẽ không tin tưởng bạn nữa đâu. Mình hiểu rồi. Thôi, chúng ta về lớp thôi. Thật may, các bạn đã tha thứ cho Otis. Tất cả đều đang chơi cùng nhau rất vui vẻ. Hả? John, cậu đi đâu đấy? Để bọn tớ với. Các cậu đi đâu đấy? Đó là một con chuột sao? Có vẻ như con chuột đang muốn ăn chiếc bánh này thì phải. Các cậu làm gì vậy? Cậu có sao không? Mình không sao. Chắc do nãy mình ăn nhiều bánh quá nên bị đau bụng đó. Thôi, chúng ta vào lớp đi. Chúng tớ trở lại rồi đây. Cậu lại ăn vụng hết bánh đó à? Không, không mà. Lần này không phải mình thật mà. Ở đây có ba đứa bọn tớ ra ngoài, chỉ còn mình cậu trong phòng thôi. Đúng vậy. Tại sao các cậu lại không tin tớ vậy? Ôi trời, Otis biết phải làm cách nào để các bạn tin đây. Không chơi với cậu nữa, chúng ta đi chơi thôi. Hả? Đó chẳng phải là camera sao? Có vẻ như Otis đã nghĩ ra cách rồi này. Các cậu xem này. Đó, không phải là tớ mà. Bọn mình sai vì đã cố đổ lỗi cho bạn. Cho bọn mình xin lỗi nha. Bọn mình xin lỗi. Không sao, nếu hôm trước không phải do mình ăn bánh rồi nói dối thì làm sao các bạn hiểu lầm mình được. Là bạn bè, chúng ta nên tin tưởng nhau hơn nhé. Vậy đó, chúng ta không nên nói dối, vì nói dối sẽ làm mất niềm tin của người khác nhé. Con chào bố. Cháu chào ông ạ. Ông có quà cho cháu đây. Wow, nhiều bim bim quá. Lại con có cả bánh ngọt con thích nữa này. Khoan đã. Cháu phải ăn cơm xong mới được ăn bánh ngọt nha. Dạ vâng ạ. Hai ông cháu vào ăn cơm đi ạ. Được. Sarah rất buồn vì chưa được ăn chiếc bánh mà mình yêu thích. Con ăn đủ rồi ạ. Bây giờ mình sẽ ăn chiếc bánh ngọt đây. Ôi, Sarah chưa ăn hết cả cơm nữa này. Sarah, cháu phải ăn hết cơm đi chứ. Cháu không ăn cơm nữa đâu. Cháu thích ăn bánh cơ. Ôi, Sarah không nghe lời ông rồi. Như vậy chẳng tốt chút nào đâu Sarah ơi. Ngày hôm sau. Con chào mẹ, con đi học về rồi. Hả? Hai. Con gái, có chuyện gì thế? Con bé kén ăn quá, cứ không thích món gì là lại để lại món đấy. Hai. Bố phải quyết tâm rèn lại nết ăn uống của Sarah mới được. Vâng ạ. Đưa điều khiển cho ông nào. Cháu đang xem tivi mà. Kìa ông. Ông liên tục đổi kênh khiến cho Sarah cảm thấy rất khó chịu. À đây rồi. Con nên xem những kênh như này nha. Con muốn xem hoạt hình cơ. Một lúc sau. Cố lên. Sarah, cháu không được xem những thứ bạo lực như này. Không, cháu muốn xem cái này. À, đau đầu quá. Cháu cho bé tiếng đi. Cháu không thích. Ôi, Sarah làm cho ông tức giận được kìa. Ông thả cháu ra. Cháu phải trả giá cho việc không nghe lời ông đấy. Thời gian trôi đi. Sarah trốn đâu mất rồi. Sarah ơi. Sarah, cháu đang ở đâu? Đứng lại cho ông. Sarah ơi. Còn bé đâu rồi nhỉ? May quá, ông không phát hiện ra mình. Ôi, mày đang đột nhiên kéo đến. Trời bắt đầu đổ mưa.
Lạnh quá đi mất. Cháu có biết đã làm ông lo lắng như nào không? Cháu ghét ông. Ơ kìa, Sarah. Cháu có làm sao không? Ông tránh ra, cháu ước gì ông về quê luôn đi. Câu nói của Sarah đã khiến cho ông vô cùng buồn bã. Ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà. Bị ngấm nước mưa nên tối đó Sarah đã bị sốt cao. Có mẹ chăm sóc bên cạnh nên Sarah dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ông đâu rồi nhỉ? Sarah chạy khắp nhà nhưng không tìm thấy bóng dáng của ông đâu cả. Mẹ ơi, ông đâu ạ? Ông nội sáng nay đã đi về quê rồi con ạ. Yeah, ông nội về rồi. Sarah, có làm gì thế? Trước phản ứng của Sarah, mẹ rất tức giận, kể lại những lần ông đã chăm sóc cho cô bé. Sarah ngoan, ông thương. Ông làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi. Sarah, cháu phải ăn hết cơm đi chứ. Cháu không ăn cơm nữa đâu, cháu thích ăn bánh cơ. Có vẻ như Sarah đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Sự thay đổi của Sarah khiến cho mẹ rất ngạc nhiên. Cuối tuần Sarah quyết định cùng mẹ về quê để thăm ông. Sarah, ông ơi, cháu xin lỗi ông vì thái độ không tốt ạ. Không sao, cháu biết lỗi là tốt rồi. Bây giờ về nhà, cháu thích ăn gì ông nấu cho nha. Vâng ạ. Justin và Daisy làm việc tốt. Ồ, nhìn kìa Daisy. Mọi người ơi, mau lại đây mua kem đi nào. Wow. Mua kem đi. Hả? Hai cháu ăn kem gì đấy? Bọn cháu muốn hai que kem ạ. Nhưng các cháu phải trả tiền. Anh không có. Chúng cháu không có tiền ạ. Vậy không được. Kem nhà mình đúng là ngon ghê. Có vẻ Daisy đang rất muốn được ăn kem kìa. Cả Justin cũng vậy này. Ồ, có vẻ Justin đã nghĩ ra được ý tưởng gì rồi này. Nhanh lên nào Daisy. Nó ở trong này. Ồ, hóa ra anh em muốn dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua kem này. Vậy là có tiền rồi. Đi nào. Bác bán kem ơi, bán cháu hai que kem. Được được. Nhìn bác bán kem làm công việc của mình thật chuyên nghiệp quá đi. Kem của hai cháu đây. Các cháu phải trả tiền trước nha. Dạ đây ạ. Phải là 5 đô la mới đủ. Trả lại cháu này. Ôi, nhìn Justin và Daisy đang rất muốn được ăn kem mà thật đáng thương. À, mình có cách rồi. Hai cháu có muốn ăn kem không? Dạ có ạ. Chỉ cần hai đứa giúp ta làm việc thì ta sẽ cho hai đứa ăn kem. Dạ vâng ạ. Để được ăn kem, Justin và Daisy đang rất cố gắng hoàn thành công việc mà bác bán kem giao cho mình. Đã xong ạ. Tốt lắm, giúp ta một chút nữa nhé. Dạ vâng ạ. Vậy là hai anh em lại bắt đầu công việc thứ hai được giao rồi. Mau đổ rác vào đây nào. Mệt quá đi mất. Kem của hai cháu đây. Bác đợi chúng cháu một lát nhé. Justin và Daisy đang làm rất tốt khi nhớ đến việc phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn nhé. Chúng cháu cảm ơn ạ. Ngon quá đi mất. Anh ơi, em vẫn muốn ăn nữa. Nhưng chúng ta đều không còn tiền. Hả? Ôi mưa rồi, mau trú đi nào. Hả? Ôi, bác bán kem chỉ có một mình. Mình đang lây hoay không biết bảo vệ quầy hàng của mình như thế nào kìa. Justin và Daisy cũng đã chạy đến giúp đỡ bác ấy rồi. Để chúng cháu giúp bác ạ. Trời tạnh mưa rồi. Cảm ơn hai cháu đã giúp ta nha. Không cái gì đâu ạ. À, ta có cái này cho hai cháu. Đây là phần quà ta muốn cảm ơn hai cháu. Wow. Khi chúng ta làm việc tốt, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng đó các bạn nhỏ.
Sarah ơi, chị họ sang rồi sao? Ồ, Sarah đang giấu gì đó đi thì phải. Chào em Sarah. Sao nhìn em ấy đáng ngờ thế nhỉ? Sarah ơi, lên dọn đồ chơi của con đi. Dạ vâng ạ. Ồ, đây là gì vậy nhỉ? À, sao bên trong lại có nước vậy chứ? Dừng lại đi, đừng chảy nước nữa mà. Ôi, Daisy đã vô tình làm hỏng chiếc máy nước ép của Sarah mất rồi kìa. Chết rồi, máy hỏng rồi, Sarah sẽ giận mình mất. Đánh vào ống nước ép rồi. Sao lại không có gì vậy? Ơ, không phải chị đâu, chị không biết gì cả đâu. Chỉ là trò nói dối. Ơ kìa, Sarah. Mẹ ơi, chị họ làm hỏng máy của con rồi. Ồ, mẹ đang bận công việc nên không giúp Sarah, khiến Sarah buồn chưa kìa. Em ghét chị. Hả? Sarah, mình cùng chơi nha em. Cái này của em mà. Không được. Đứng lại. Xe cũng là của em. Có chuyện gì vậy Daisy? Em không cho con chơi cùng mà. Vậy để cô chơi với con nha. Hả? Đây là mẹ của em. Mẹ ơi, đi nào. Con đang làm gì vậy hả Sarah? Con có biết như vậy là xấu lắm không? Con mau đi xin lỗi chị ngay đi. Con không thích. Sarah ơi, sao chị lại vào phòng của em? Chị mau đi ra đi. Sarah nhất định không muốn cho chị Daisy chơi cùng kia. Vậy là yên tâm rồi. Nhìn Daisy thật là đáng thương. À, bố về. Bố về rồi, bố về rồi. Ơ, không phải bố à. Chết rồi, rơi chìa khóa phòng mất rồi. Cửa bị khóa rồi, có ai không? Sarah, có chuyện gì vậy? Chị ơi, em làm rơi chìa khóa mất rồi. Đợi chị một chút, chị sẽ đi tìm nó. À, tìm thấy rồi. Tới rồi đây, đừng sợ nhé Sarah. Em cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi cơ. Chị xin lỗi vì đã nói dối. Thật ra chính chị là người đã làm hỏng chiếc máy của em. Dạ không sao. À, mẹ sửa chiếc máy hoa quả rồi. Bây giờ hai chị em đừng cãi nhau nữa nhé. Dạ vâng ạ. Nước ép của hai con đây. Các bạn nhỏ cũng không nên nói dối và ích kỷ nhé. Rất xấu đó. Ngày đầu ở trường, Wednesday là một học sinh mới. Chào cậu. Mình tên là Candy. Cậu tên là gì thế? Hai. Đừng làm phiền tớ. Thái độ khó gần của Wednesday khiến Candy cảm thấy rất khó hiểu. Tiết học bắt đầu, Candy muốn gây sự chú ý với Wednesday, nhưng dường như cậu ấy chẳng hề bận tâm. Con gái của bố về rồi đấy à? Con sao thế? Hả? Ở lớp có bạn Wednesday không chơi với con. Con gái đừng buồn, lại đây với bố nè. Con ngồi xuống đây đi. Wow, con mang vòng này đến tặng bạn. Wednesday sẽ thích và chơi với con. Cảm ơn bố ạ. À, con đi học đây. Chúc con may mắn. Yeah, con chào bố. Chào con yêu.
Ngày thứ hai ở trường. Wednesday, tớ có món quà muốn tặng cậu này. Cảm ơn cậu, nhưng xin lỗi. Hả? Vòng của cậu ấy còn đẹp hơn cả của mình tặng nữa. Vòng mình không thiếu. Nhìn này, Candy lại thất bại rồi. Con gái, sao rồi? Hả? Sao rồi con? Bạn ấy không cần vòng của con. Yên tâm, bố vẫn còn một cách. Con mang gấu bông đến lớp cho với bạn ấy nha. Vâng ạ. Con chào bố, con đi học ạ. Tự tin lên nhé con gái. Vâng ạ. Ngày thứ ba ở trường. Wednesday. Hả? Chúng mình cùng chơi gấu bông nhé. Không. Trước thái độ của Wednesday, Candy buồn bã đặt gấu bông xuống, lấy vở ra làm bài. Con gái, còn có chơi gấu bông với bạn không? Không ạ. Xem bố này. Bố làm gì thế ạ? Con thử đeo bờm như bạn ấy xem. Để con thử ạ. Ngày thứ tư ở trường, Candy nghe lời bố liền bắt chước đeo bờm giống Wednesday. Cô ấy cũng có bờm sao? Cậu thấy có đẹp không? Đúng là đồ bắt chước. Bố ơi, không được đâu. Sao cơ? Không, bạn ấy không hợp chơi với con đâu. Thì bố, con muốn chơi với bạn ấy cơ. Hay, được rồi, nốt lần này nữa thôi đó. Không biết kế hoạch lần này của bố là gì đây ta? Không biết lần này Candy có thành công không đây? Yeah, con chào bố. Chào con. Ngày thứ năm ở trường. Lần này Candy không bắt chuyện với Wednesday nữa. Điều này khiến cho Wednesday rất tò mò. Sao cậu ấy không chơi với mình nữa nhỉ? Chào Candy. Xin chào Lily. Hả? Cậu khỏi ốm rồi sao? Đúng vậy, tớ khỏe rồi. Chúng mình cùng nghe nhạc nha. Thấy Candy không để ý đến mình nữa nên Wednesday rất bực bội. Tặng cậu này. Ôi, chiếc vòng đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé. Ôi, mọi người đâu cả rồi? Khi trong lớp chỉ còn lại một mình, Wednesday cảm thấy vô cùng trống vắng và buồn bã. Đúng lúc này Candy và Lily đi vào. Nhìn thấy hai bạn chơi đùa vui vẻ với nhau, Wednesday nhận ra được mình đã thực sự ích kỷ. Vì thế cậu ấy đã quyết định. Candy ơi, tôi xin lỗi vì mọi chuyện, là do tớ đã quá kiêu ngạo. Tớ không để bụng đâu. Nào cậu ngồi xuống đây đi. Từ giờ chúng mình là bạn với nhau nha. Được. Ôi không, Wendy, chiếc máy bị hỏng rồi. Điều gì đang khiến mẹ lo lắng vậy nhỉ? Hả? Sao không thấy ai vậy? Hả? Là một chiếc máy này. Otis có vẻ như đang rất thích thú với chiếc máy lạ kỳ này. Nó là máy gì vậy mẹ? Đây là máy ngũ cốc Healthy. Thay vì các con đổ ngũ cốc bằng tay, thì nay các con có thể cho bát vào máy, sau đó lấy ra và cho vào ngăn sữa. Đồ ăn Healthy đến rồi đây. Wow, ngon quá. Otis và Wendy có vẻ rất thích món ngũ cốc Healthy này kia. Mẹ ơi, con muốn ăn nữa. Không được, chiếc máy này chỉ dùng một lần trong một ngày thôi. Dạ vâng ạ. Anh đói bụng quá. Ước gì giờ có cái bỏ bụng nhỉ. Hình như Wendy có nảy ra ý định gì với chiếc máy ngũ cốc thì phải. Mình phải làm một bát ngũ cốc thật ngon. Sao lại không có gì rơi ra vậy nhỉ? Mau ra đi nào. Ôi trời, Wendy đang nóng lòng quá rồi kìa. Ôi không Wendy, em làm thế máy sẽ hỏng mất. Kệ em. Anh ơi, máy
thì sao rồi này? Tránh ra nào Wendy. Vậy là chiếc máy ngũ cốc đã bị hỏng mất rồi. Ngũ cốc đang rơi ra ngoài liên tục kìa. Làm sao bây giờ? Các con đã làm gì thế này? Hai đứa phải dọn dẹp sạch vào đấy. Dạ vâng ạ. Vậy là hai anh em phải chịu trách nhiệm cho việc làm sai trái của mình rồi kìa. Ây, mệt quá. Chiếc máy này phải làm sao hả anh? À, anh có ý này. Có vẻ như Otis đã nghĩ ra được ý tưởng gì rồi đây. Otis lấy tiền tiết kiệm của mình để làm gì đây ta? Hả? Của em nữa nhé. Bác ơi, các cháu cần gì? Bác sửa giúp cháu chiếc máy này với ạ. À, đây là tiền công mà. Được, bác hiểu rồi. Liệu bác thợ có sửa được giúp hai anh em chiếc máy này không nhỉ? Bác sửa xong rồi đây. Chúng cháu cảm ơn bác ạ. À, được rồi, hãy để chiếc máy ở đây. Không biết có được không nữa. Ngũ cốc ơi, ra đi mà. Á, à, được rồi kia. Ôi không, đây không phải là ngũ cốc mà. Hả, là kẹo sao? Trời ơi. Máy vô, máy ngũ cốc loại mới đây. Chị ơi, vào xem hàng đi ạ. À, em có máy làm kem này, máy ngũ cốc, máy thổi bong bóng ạ. À, mẹ đang nhớ lại cảnh hai anh em vui vẻ biết bao khi lần đầu được nhìn thấy chiếc máy ngũ cốc. Tôi lấy cái này. Dạ vâng. Ôi, mẹ về. Để con giúp mẹ. Mẹ thấy hai đứa thích nên mới mua đấy. Cái máy kia cũng hỏng rồi. Con xin lỗi mẹ. Cũng vì con mà chiếc máy mới hỏng. Không sao, chúng ta cùng thử máy mới thôi nào. Vâng ạ. Wow, ngũ cốc heo thì đến rồi. Chúng con cảm ơn mẹ ạ. Các bạn nhớ nghe lời người lớn, đừng như Wendy nhé.